Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái nền tảng, một cái công cụ thiết kế hình ảnh rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp. Thông qua cái công cụ này thì chúng ta có thể thiết kế ra được những cái banner, những cái logo hay là những cái hình thumbnail trên YouTube, vân vân, rất là dễ dàng. Và cái nền tảng tôi muốn giới thiệu tới bạn đó là Canva. Ok, chúng ta sẽ tiến hành gõ vào cái ô tìm kiếm là Canva nha các bạn. Canva.com. Đây, Canva.com. Thì nếu như bạn chưa có tài khoản thì các bạn cần phải đăng ký tài khoản để các bạn có thể sử dụng. Ok, các bạn ấn vào sign up with email được không ạ? Ở đây thì các bạn chỉ cần gõ tên, email và password thôi. Thì ở đây tôi demo thôi nhé, tại vì tôi có tài khoản rồi. Đó, rồi các bạn gõ password vào. Password này là password của tài khoản Canva nha các bạn, tức là password mới chứ không phải là password của email. Ở đây thì tôi sẽ gõ password. Tốt nhất là password của bạn có vừa chữ vừa số, có ký tự đặc biệt. Đó, vừa số vừa chữ. Chữ thì chữ thường, chữ in hoa và ký tự đặc biệt. Rồi, ok, tôi sẽ gõ. Đó, nó strong là ok. Và các bạn ấn get start. Và đây thì tôi có tài khoản rồi, tôi sẽ tiến hành login. Rồi, đăng nhập email vào. Rồi, tiếp đến thì chúng ta gõ password. Rồi, click vô login. Và đây là cái giao diện của Canva. Rồi, create, đúng không ạ? Và đây sẽ có rất là nhiều cái chủ đề để chúng ta lựa chọn này. Đó, các bạn có thể thấy là poster, logo, flyer, card, vân vân, rất là nhiều thứ ở đây. Và ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái hình thumbnail trên YouTube. Rồi sẽ click vào thumbnail YouTube, hoặc là các bạn có thể search ở đây này. Search cái chủ đề mà các bạn muốn thiết kế hình ảnh. Đó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái thumbnail YouTube. Và nếu như bạn muốn thiết kế những cái chủ đề khác, những cái hình ảnh khác thì các bạn cần phải luyện tập để làm chủ cái công cụ Canva này. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ thiết kế một cái hình thumbnail. Ở đây thì có rất là nhiều cái giao diện khác nhau, cái template khác nhau để chúng ta lựa chọn. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn cái nhé, template này, đúng không ạ? Cái giao diện này. Và chúng ta có thể thêm những cái hình ảnh này, thêm những cái element này, rồi thêm chữ, thêm video, background. Và chúng ta có thể upload những cái hình ảnh lên trên đây. Ở đây thì tôi đã sử dụng những cái hình ảnh này để tôi upload lên. Đó, và các bạn chỉ cần click vào đây để các bạn thay đổi thôi. Đó, các bạn thay đổi. Ví dụ như tôi muốn thay đổi đây là tôi hướng dẫn sử dụng Canva chẳng hạn. Đó, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể thay đổi kích cỡ chữ này, màu sắc này. Đó, các bạn có thể thay đổi màu sắc này. Rồi chữ thường. Đó, chữ hoa. Vân vân, rất là nhiều ở đây. Và nếu như các bạn muốn xóa một cái hình ảnh nào đó thì các bạn click vô delete cái thùng rác này, biểu tượng thùng rác này. Delete đi. Rồi, chúng ta có thể upload một cái hình ảnh nào đó lên. Đây, ở đây tôi sẽ upload cái hình ảnh này. Thực ra là nó có đây rồi. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ upload cái hình ảnh này lên. Đó, đúng không ạ? Đó, chúng ta điều chỉnh. Đó, điều chỉnh. Điều chỉnh chữ này. Rồi, chúng ta kéo lên đây. Ở đây thì các bạn có thể căn chữ cho nó dàn đều này, hoặc là căn trái, căn giữa, căn phải. Ở đây tôi sẽ sử dụng là căn phải nhé. Ở đây thì chúng ta có thể tạo một cái background mới. Rồi, chúng ta click vào background. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn background này. Đó, ok. Tôi sẽ thay đổi cái kích thước này một chút. Đây, chúng ta có thể kéo dài ra và thay đổi kích thước chữ một chút. Đó, đúng không ạ? Và các bạn tiến hành, các bạn download về thôi.
Ok, và nó sẽ tiến hành tải về cho chúng ta. Đó, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và nếu như bạn chưa biết cách để làm cái hình nền trong như thế này thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn luôn, đúng không ạ? Đây, các bạn click vào đây, các bạn gõ cho tôi là remove.bg nhé, remove.bg. Thì cái trang này nó cho phép chúng ta xóa cái nền đi. Đó, xóa cái nền đi. Thì chúng ta chỉ cần upload lên thôi, upload hình ảnh lên. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn lại cái hình ảnh. Đây, tôi sẽ lựa chọn lại cái hình ảnh này. Đó. Ngay lập tức thì nó sẽ xóa cái nền này đi cho chúng ta, để lại mỗi cái hình của chúng ta thôi. Đó, nó sẽ giúp chúng ta tách vật thể ra khỏi cái nền, đúng không ạ? Và các bạn tiến hành download. Ở đây thì chúng ta có thể download chất lượng cao này, tuy nhiên chúng ta phải mất phí nhé. Rồi, ở đây thì chất lượng bình thường cũng được, chúng ta download. Này, thì cái hình ảnh đây. Ở đây thì tôi đã tiến hành tôi tạo rồi. Rồi thì bây giờ thì các bạn tiến hành, các bạn quay trở lại đây, các bạn upload lên, các bạn sử dụng thôi. Đó, thì ở đây tôi đã upload rồi, các bạn click vào đây, các bạn upload. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn bạn tạo một hình thumbnail YouTube vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng. Và chúng ta có thể thay đổi những cái background ở đây, đúng không ạ? Background, rất là nhiều background ở đây. Đó. Và những cái chủ đề khác thì các bạn có thể click ở Define và các bạn lựa chọn những cái chủ đề, ví dụ như poster, flyer, tờ rơi các bạn, hoặc là những cái card vân vân, rất là nhiều thứ ở đây các bạn có thể thiết kế. Và các bạn cần phải luyện tập nhé, luyện tập thường xuyên để làm chủ cái công cụ này. Và như vậy là tôi đã giới thiệu tới bạn một cái công cụ rất là mạnh mẽ để giúp chúng ta có thể thiết kế ra được những cái hình ảnh, những cái banner, những cái logo vân vân, mà nó vô cùng dễ dàng, tôi nghĩ rằng ai cũng có thể thiết kế được. Các bạn nhớ luyện tập chăm chỉ và thường xuyên để có thể làm chủ được cái công cụ này nhé. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, ý nghĩa, có giá trị thì các bạn hãy giúp tôi like và chia sẻ video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc bạn thành công.